không à? Không, đói quá à? Đói quá. Ba đang đói quá. Ba trêu con à? Bà ba trêu nào không? Không. Không phải ba trêu à? Thì con tự ăn vạ. Đúng là tự ăn vạ không? Vừa ăn xong mà, con vừa ăn lúc bẫy mà. Không đủ. Không đủ. Em cho mày bóp nhãn cho ăn nhá. Chi 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 chi. Cháo hôm nay chẳng có gì, có mỗi đỗ đũa rau ngót với cà rốt thôi. Em có chịt. Mẹ làm chịt cho con ăn. Nó ngoạm cả thìa ấy con. Chia lại cái thìa ấy chứ. Thiệt, nhà cứ ăn ngon này mẹ có động lực thì nào. Nên kia là nấu tử tế là no cho nào. Trời quá. Con đói nó không chịu được nhỉ. Mỗi lần nấu nghĩ không ngon rồi nó lại ăn hết. Ăn toàn yến mạch thôi nhỉ. Cháo bằng cái gì đây? Yến mạch với cả thì yến mạch cà rốt, đậu đũa với rau ngót. Hạt chia. Tập mua chưa? Chút kịp mà đã dơ mỏ đấy rồi. À, ăn nào? Con đang ăn thì bà cứ nói linh tinh nhỉ. Tập trung của con quá. Thế con tự xúc nhá. Mẹ cho làm tự xúc này. Con cầm tay phải nhá. Con cầm tay này. Ngon nhỉ. Đây mẹ, mẹ giúp à. Không sao. Nghe giỏi chơi nhá. Gì? Chưa kịp, chưa kịp. À, không được quay à, không được quay à. Ok, bà tắt đi nhá, bà tắt nào.